Trời ơi, lấy chồng giàu làm gì mấy em ơi, vô ăn của nó không có được đâu. Người ta tính toán dữ lắm người ta mới giàu đó, cho nên mấy em vô đó kiếm chia chác hả? Trời ơi, xa vời. Ha, mấy thằng nhà giàu nhà cao cửa rộng đi ha, rồi về thấy ha, làm như con trâu vậy. Nội mày lau cái nhà, thôi cái nhà nó chà bá vậy đó ha, là muốn sụi tay rồi. Cái đó mà chưa kể mấy thằng chồng rồi đâu, mới nó chơi bời, cái thói quen của nó có tiền nó ăn xài, ha, nó quen nhau này nhau kia rồi xong đụng mới nó buồn thôi. Cái vui ha, đá đít em đi, cái em cũng ra đi tay trắng à. Chẳng bằng em quen mấy thằng nhà nghèo đi ha, mặc dù nó nghèo vậy đó, nhưng mà nó chăm chút, nó lo cho em từng ly từng tí, có nhiêu tiền nó đưa cho em giữ hết. Mấy thằng nhà nghèo nó có quan niệm rất là thú vị như này, là chung là nó làm cực khổ nhưng mà nó không để vợ nó cực khổ, hay ở chỗ đó đó, cho nên là nên quen mấy thằng nhà nghèo. Mấy em thử thôi, thử một lần lấy chồng nhà nghèo đi rồi em thấy nó vui cỡ nào. Đi đá gà nó cũng chở em theo nè, đi quýnh bài nó cũng chở em theo nè, đi chơi với tụi bạn nó cũng chở em theo nè, tất cả cuộc vui là nó cũng chở em theo. Cũng mấy thằng nhà giàu đâu rảnh em, đâu rảnh làm những đó. Mấy thằng nhà giàu nó lo làm ăn không à, công việc nó bận rộn nó mới giàu đó, chứ không lấy giờ bỏ thì nó đâu có thời gian đâu mà chở em đi, nó chỉ lo làm thôi. Còn mấy thằng nhà nghèo có công chuyện gì đâu bận rộn, tới ngày làm sương sương xong rồi ăn rồi đi chơi thôi. Mấy thằng nhà nghèo nó nghĩ thoáng lắm, làm nhiêu ăn nhiêu à, bởi vì thoải mái lắm, sướng lắm, bởi vì nghèo hoài thấy không. Bởi vì nên quen mấy thằng nhà nghèo, chọn mấy thằng nhà nghèo làm chồng, thấy không, cưng mấy thằng nhà nghèo, yêu mấy thằng nhà nghèo, đó là lựa chọn sáng suốt.